đây là bến phà Thuận Giang của sông Vàm Nao nha cô bác. Đi qua cái đàn cá tự nhiên là mình đi qua bến phà Thuận Giang, vừa bước lên bến phà Thuận Giang quẹo tay phải trái là tới nha cô bác, khoảng 50 m. Ở đây thì mình đứng vẫn nhìn thấy được cái chòi cá của ông Sáu. Đây cái chòi cá bên đây đây cô bác, ngay chỗ cái cần cẩu. Dạ bà Lộc Kito xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Lộc ghé cái đặt cá tự nhiên của cái bến phà Thuận Giang, cái vùng nhánh sông của sông Vàm Nao nha cô bác. Đàn cá tự nhiên là có thật. Khách hiếu kỳ đến đây rất là đông nha cô bác. Cá rất là nhiều. Đó là cá tự nhiên của chú Sáu phía bên tay trái của mình cô bác. Bây giờ mình sẽ đến chỗ đó mình xem như thế nào. Còn đây thì khúc những ngã ba sông, đẹp quá đẹp luôn. Buổi sáng hôm nay thì tấp nập thuyền tàu đủ thứ các loại. Ngay chỗ cái nhô ra chỗ đầu đó là chỗ là cá tự nhiên của chú Sáu nha cả nhà. Còn xa kia là bến phà Thuận Giang. Mình vừa qua phà mình quẹo trái là gặp, lên chút xíu khoảng 50 mét là gặp rồi cô bác. Nguyên một chiếc ghe chấu khổng lồ luôn. Những chiếc thuyền đậu đây, thuyền đánh cá bắt cá của ngư dân ở đây. Ngã ba sông Vàm Nao đằng kia quá, đúng là sông này nó có cái gì đó hay thiệt. Bên kia xa, bên kia là bên bờ Cù Lao bên kia.
quá cỡ luôn. Nói chung là cái chỗ nào nó cũng có vậy đó. Tươi luôn, cá nó xanh cái kỳ luôn nha. Mà con nào cũng có cái chấm ở trên đầu nha. Con nào có cái chấm trên đầu đó. Rất là đặc biệt. Cá xanh tươi lặt lìa luôn á, nó không phải như cá trong thầm đâu bố ơi, nó trắng tươi mà nó xanh lặt lìa luôn, đẹp quá, đẹp luôn cá. Lần đầu con tới đây wow, quá trời, cá tự nhiên đẹp rồi.
đẹp luôn cô bác ơi. Gãi đại rau ra vậy là nó cũng ăn luôn phải không? Dạ. Ăn mà đường nó ăn lai dai dai. Nó ăn lai dai ha. Ăn của mình. Dạ. Thức ăn của mình vẫn ăn không đủ. Dạ. Oh, oh. Rồi mấy con cá bự nó có ăn móng không không? Hả? Mấy cá bự này nó có ăn móng không? Ăn chết cá lưỡi nó cũng lên lù lù quậy chứ. Ba cá chết giòn không phải trăm ký, chín mười ký, mười mấy ký lên quậy đó.
hôm nay rất là càng ngày càng đông. Cô chú Hiếu Kỳ đến đây đông lắm nha. Và đây là một cái điều sự thật nha. Đàn cá về chỗ này rất là nhiều. Cá tự nhiên không nha cô quá. Rau thì đủ các loại luôn. Thì chú ở gần đây không mà ngạc nhiên quá vậy? Lần đầu tiên cũng mới về là đây luôn hả chú? Cũng mới là đây, cũng ở gần đây nữa. Ở gần đây nhưng mà hôm nay là mới là tới tới hả? Nghe đây anh. Đây cái rồi. Mạnh mạnh lên. Nhiều nhiều lên.